Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 11 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 2, tức ngày 4 Tết âm lịch. Bản tin thời sự có những nội dung chính sau. Thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngành y tế tổ chức các điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 xuyên Tết. Những nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng thương hiệu gạo Thái Bình. Mặc dù gặp không ít khó khăn khi phải căng mình đẩy lùi đại dịch COVID-19, các bệnh viện tại Thái Bình vẫn tập trung triển khai được nhiều kỹ thuật mới, đem lại hạnh phúc và niềm vui cho hàng triệu bệnh nhân. Mở đầu là những thông tin cập nhật về COVID-19. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy số ca mắc COVID-19 những ngày giáp Tết và trong Tết liên tục giảm sâu. Đặc biệt, số ca mắc ngày 2 tháng 2 thấp nhất trong hơn 2 tháng qua. Cùng với đó, số khỏi bệnh được đón Tết cùng gia đình tăng nhanh, F0 nặng giảm mạnh. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có trên 2,2 triệu người nhiễm COVID-19, đứng thứ 31 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 225, bình quân cứ 1 triệu người có hơn 23.200 ca nhiễm. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai và Tây Ninh. So sánh với thời điểm một tháng trước, đến nay số mắc mới đã giảm 11%, số tử vong giảm 26%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm gần 12%, số ca nặng nguy kịch giảm hơn 28%. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhấn mạnh tất cả đều không được chủ quan, nhất là trong dịp Tết này. Lý do là sự tăng giao lưu đi lại của người dân tại tất cả các địa phương, việc tổ chức lễ hội văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, việc thăm hỏi người thân đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch.